Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, có một ngày tu học Bát Quan Trai Giới. Và giờ này cũng là giờ Phật Pháp hàng tuần. Đại chúng có khỏe không? Hôm nay mình trời cũng tương đối tốt. Một tháng rồi mà chưa có tuyết. Nhưng mà đừng có tưởng yên nha. Tháng 1, tháng 2 thì biết. Thưa đại chúng, tuần lễ này chúng ta có rất nhiều Phật sự. Ngày hôm thứ tư đang ở trên Tây Thiên lễ hàng tuần. Thì Phó Hòa có biết được là một bác Phật tử, tức là ba của anh Tiến ở Regina, cũng là ba của anh Hảo ở Kelowna. Hai anh ở hai chùa đều là Phật tử nồng cốt của hai chùa. Thì ông cụ bệnh nặng cho nên rồi Phó Hòa chạy xuống thăm. Đồng thời cũng là nhân cái đó thì cũng cúng 49 ngày cho bác Thanh Đạo. Bác Thanh Đạo là một Phật tử lâu năm ở Kelowna. Phó Hòa nhớ là khi Phó Hòa về đó Phật sự lần đầu là năm 2010 sang năm 2011 là nguyên một năm, tháng nào cũng xuống một lần. Thì lúc đó Phật tử ở vùng đó thì ao ước có một ngôi chùa. Thì khi mà từ lúc đề xướng chuyện có một ngôi chùa cho đến khi mà mình các Phật tử ở vùng đó sang được ngôi chùa, một cái nhà thờ đó để chuẩn bị cất lên, nhưng mà nó cũng trục trặc, khó, nhiều việc lắm. Thì bác cứ nói hoài, bác nói thầy ráng làm cho tụi con có cái chùa ở đây nha, không thôi là con chết con thành thằng lằn á. Nhưng mà cũng may á là sau khi chùa hoàn tất thì bác mới mất hôm tháng 10 ở tại Việt Nam, khi đi về thăm Việt Nam đó, thì bác mất ở bên đó rồi an táng rồi xong. Thì hay tin thì bên này mình cũng làm lễ, nhưng ở tại chùa Kelowna chưa có được cái lễ chính thức có quý thầy. Thì tuần rồi Phó Hòa nhờ thầy Tịnh Tạng về đó sẵn cúng rằm tháng 10 cúng cho bác. Rồi hôm qua, hôm thứ năm, Phó Hòa về đó có một ngày cầu an cho bác, anh Hảo, rồi sẵn thì cúng 49 ngày cho bác luôn. Thì khai thị cho ông cụ xong, tối về chùa tụng thời kinh cho ông. Thì vừa dứt thời kinh ở chùa là 7 giờ rưỡi bắt đầu tụng, tụng xong 8 giờ rưỡi thì ông ở đằng nhà bệnh viện ông ra đi. Đi rất là nhẹ nhàng. Rồi bàn chương trình được xong thì thứ tư này Pháp Hòa lại xuống dưới lo đám tang cho ông. Xong rồi quay trở về đây là 12 giờ khuya. Xong là 4 giờ sáng ra phi trường lại để đi Hawaii. Tại vì chương trình ở bên Hawaii là ngày 8 Tây. Cho nên rồi hôm nay tuần lễ này bệnh như vậy, khàn tiếng như vậy mà vẫn ba cái đám tang. Mà mình phải đi hết. Ngày mai là hai đám. Quý thầy phải chia nhau đi. Thưa đại chúng, là khi mà gia đình nói sao con thấy ba con vẫn nói chuyện bình thường, say qua thì ông lại ngày hôm sau là không nói gì nữa hết, rồi đi rồi thôi. Thì Phó Hòa mới nói cái người già nó giống như ngọn đèn trước gió vậy đó. Và mình thấy khi mà gió nó dừng á thì mình thấy cái tim đèn nó có rẻ như nó rực, nó thẳng. Nhưng mà thật sự á, cái đèn đó, nó ngọn đèn, ngọn lửa đó nó cháy là do cái gì? Do dầu á, nó hút ở trong cái tim của cái đèn. Chứ dầu bình mình không thấy giọt nào nữa đó. Mà sao mình thấy cái đèn nó vẫn còn cháy? Là vì nó đang rút dần những giọt dầu còn lại, nó thấm trong cái tim. Đến khi mà nó cạn dầu rồi thì tim nó tự, lửa nó tự tắt. Và có khi á, có nhiều khi cái dầu nó vẫn còn đó, như một ngọn gió mạnh đi ngang nó cũng có thể mất. Mà qua cái đó mình mới biết là Phật á, đưa cái ví dụ á,
người đời nó giống như một ngọn đèn vậy đó. Có nhiều khi á, thấy thì dầu nó hết, vậy thì chết là do cái gì? Có nhiều khi tuổi thọ, thọ mạng đã hết, sức khỏe đã dần cạn cho nên chết. Nhưng mà thì cái đó là trường hợp cạn dầu. Rồi giờ như trường hợp cái dầu nó vẫn còn đó, mà mình tại sao thấy cái này nó tắt? Thì do ngọn gió nó thổi tới. Thì Đức Phật nói gì? Giống như nghiệp nó tới, phải không? Rồi giờ nhiều khi cái đèn nó đó, nhưng mà tự nhiên nó do một cái gì, có người tới, nó không do gió, nó không do cái gì đó, mà do người nào đó tới làm cho nó tắt. Như vậy thì trong cuộc đời này á, mình đừng thấy vậy mà cái đèn nó như vậy, nhưng nó có phải có một cái lý do nào đó, do nghiệp lực, do sức khỏe hết, hay do ai đó tác động để cái ngọn đèn nó phải tắt. Đó. Thì khi mình hiểu như vậy, bây giờ mình nhìn lại, thì khi mà mình gần đây đó, nhìn lại cái số lượng mà tấn lên phía trên này ngồi đó, hồi đó mấy chị ở dưới bếp, mấy chị ngồi phía dưới, là tại vì phía trên này trưởng lão không à, không? Bây giờ các trưởng lão đó là có chỗ ngồi hết rồi, có người đã an vị rồi, không? Bây giờ tới phiên mình. Rồi mình thấy là ngày xưa mình là chở con mình đi, bây giờ là nó có thể chở mình đi. Hồi xưa mình muốn đi đâu, mình gọi phone, mình sắp xếp, mình book, bây giờ mình nhờ con hết. Coi như là chuyện gì là tụi nó sắp xếp hết, mình chỉ nghe theo lệnh nó thôi, phải không? Nó phó qua cũng đâu có khác đâu. Bây giờ mấy thầy là sắp, nhờ mấy thầy sắp xếp thì mấy thầy chỉ báo dậy tới giờ ra xe hay là làm việc đó, mấy thầy sắp xếp chứ không phải mình. Hồi đó là bây giờ mình đi đâu, thầy Phật Đức Tạng bây giờ là phó quà đi đâu, thầy Đức Tạng chịu trách nhiệm lấy cái ngày giờ phó quà đi, địa điểm tới, thầy là người bút vé. Rồi bút vé xong rồi thầy là người check in cho phó quà. Rồi thậm chí bây giờ á, cái gate change, nó đổi gate, thầy biết mình không biết, phó quà bị trễ hơn bữa rồi. Mà không phải lỗi thầy, do một cái vé khác mới vừa cái chuyến đi. Cái tới chỗ đó nó nói cổng đó, mình ngồi mình chờ, mình thấy tới giờ mà sao chưa thấy ai lên. Mình lại mình hỏi cái ông đó, có phải gate này của tôi không? Nó yên tâm, xong này tới du. Mình ngồi có 10 phút sau thấy cổng hết trơn. Mình lại mình hỏi cái ông mới, ông nói ủa cái gate của du nó đổi ở cổng số 10 du mày à? Rồi mất cái chuyến đó, phải bút vé khác. Nhưng mà họ nói không sao, cái này mình năn nỉ họ này, họ mình không phải trả tiền khác, bất quá là mình phải đi trễ vậy thôi. Thưa đại chúng, quý vị có quyển kinh Kim Quang Minh á, mở trang 107. Trang 107 đó đại chúng, skip 4 chữ 4 hàng đầu ha. Mình nhảy 4 hàng đến cái câu là những tội lỗi như thế, con tạo các nghiệp ác ha. Do thân miệng và ý tạo ra 10 nghiệp ác, nay con xin sám hối những tội lỗi như thế. Bắt đầu mình bắt đầu từ cái câu là con tạo các nghiệp ác phải tự nhận khổ báo. Hôm nay ngày 2 tháng 12 2023, mình học tiếp Ánh Sáng Hoàng Kim kỳ thứ 22, kinh Kim Quang Minh. Bây giờ mình học tới kỳ 22, tới cái câu này: con tạo các nghiệp ác phải tự nhận khổ báo, hôm nay quỳ trước Phật xin chí thành sám hối. Cái phẩm này á, nó có cái tên là mộng thấy trống vàng phát tâm sám hối, do một vị Bồ Tát kể lại là nằm chiêm bao, nằm mộng thấy tiếng trống phát ra, và trong tiếng trống đó có những cái lời nhắc nhở mình sám hối. Cũng giống như là hôm trước Phong mình nói đó, khi mình nghe, mình học giáo lý, mình nghe Phật Pháp đó, có nhiều lúc đó, không phải là Phật nói, không phải là Thanh Văn Bồ Tát nói, mà đôi khi những cái vật dụng xung quanh nó cũng có thể cho được mình một cái ý nghĩa.
Ví dụ mình thấy một cái bình hoa mình cắm mới ngày hôm qua còn tươi, tự nhiên hôm nay mình đi ngang nó gục đầu, nhất là hoa hồng nó mau héo, nó gục đầu, nó rơi rụng vài cánh. Thì tự nhiên cái hoa nó là làm mình ngộ ra một điều: cuộc đời một cái hoa, thấy ngày hôm qua còn tươi mà mình nghĩ trong bụng là cái hoa này ít nhất cũng còn được một tuần, không ngờ hôm nay mình đi tới mình thấy nó gục đầu, nó rụng vài cánh. Thì cái hoa nó cũng đang nói pháp cho mình nghe, pháp của vô thường. Cho nên mình để cái bình hoa mình cúng trên bàn Phật á, ở ngoài cái ý nghĩa là cúng Phật á, nó còn cho mình một cái bài học là vô thường đó. Hoa đẹp nhưng mà rồi trước sau tất cả những bình hoa tươi này nó cũng sẽ rơi rụng héo tàn, để nhắc nhở sự vô thường. Thì cái phẩm này nó nội dung nó chỉ có bao nhiêu việc đó. Cái trống này phát ra những cái tiếng, nhưng mà cái tiếng trống này không có cái gì ngoài một việc thôi, đó là nhắc nhở mình sám hối. Tại sao? Tại vì mình có những cái nghiệp chướng, không phải chỉ trong đời này, quá khứ, rồi từ lúc mình nhỏ cho tới lớn bây giờ, quá chừng những cái lỗi lầm, cố tình có, vô tình có, mà lỗi do thân có, lỗi do miệng có, lỗi do ý có. Giờ mình gom lại hết coi có đủ không. Làm gì không có suy nghĩ tầm bậy, làm gì không có nói bậy, làm gì không có chuyện hành động bậy. Cho nên lỗi do ba nghiệp. Thế đây nói, bây giờ cái tiếng trống này phát ra cái khúc, cái đoạn này nè: con tạo các nghiệp ác, phải tự nhận khổ báo. Đây là cái quả đó. Hôm nay quỳ trước Phật, con chí thành sám hối. Tại cõi diêm phù này và các thế giới khác, được bao nhiêu nghiệp thiện, con xin vui thuận theo. Cõi diêm phù là cõi ở đâu? Cõi diêm phù là cõi ở đâu? Cõi của mình. Cái cõi thế giới của mình á, ngoài đó, cái tên đó, những cái tên mà chúng ta thường nghe ha, một á, là ta bà, hai là thế gian, ba là cõi dục, hay là cõi diêm phù. Trong bốn cõi đông tây nam bắc thì cái thế giới con người mình nằm về phía nam. Và trong cái phía nam này, ở cái phía nam này, ở giữa cõi này nó có một cái cây tên là cây diêm phù. Cây diêm phù này là phiên âm từ tiếng Phạn Jumpa. Thì cái cây này á, cho nên được trong kinh thường dùng là Nam Diêm Phù. Cõi Nam Diêm Phù, mình thuộc về phía nam, cho nên cái cõi của mình đó. Tại cõi diêm phù này và các thế giới khác. Như vậy thì mình phát nguyện ở cõi diêm phù này và các thế giới khác, được bao nhiêu thiện nghiệp, con xin vui thuận theo. Nghĩa là gì? Cái lỗi của mình á, là ít khi nào mình vui thuận theo cái hay của người khác. Ít lắm, hiếm lắm. Đa phần là mình sao? Chê, ganh. Chứ ít khi nào mình thuận theo cái hay của người lắm. Mình không làm là một cái điều, mình không làm thì thôi cũng chẳng ai nói gì. Nhưng mình không làm mà mình thấy người khác làm, lẽ ra mình phải thuận, mình phải vui. Để chi? Để cho, nếu nói trên cái mặt hiện tại, cái cách hành xử là gì? Để cho vui vẻ cả nhà. Đó, mình nói cái thế gian hiện tại thôi, để cho vui vẻ cả làng. Còn nói về cái công đức á, thì cái gì mình không làm mà người khác làm mà điều đó thiện lợi cho người, mình tùy hỷ mình cũng có phước. Mình tùy hỷ mình cũng có phước. Ví dụ như hôm nay người ta tới, người ta kêu gọi từ thiện, mình không có tiền, không có mang tiền theo, mình thấy người bạn mình cúng dường, trời chị may quá, chị có mang tiền, thôi em tùy thuận, em tùy hỷ với chị. Phải không? Thay gì mà không, ôi ta giàu, đi chùa ta cũng xách tiền theo cả đống. Mình nói mấy cái đó để làm cái gì? Nó có lợi ích gì cho mình đâu. Mà nói xong cái tự nhiên người ta khó chịu, và tự động người ta nhìn mình với một cái cặp mắt lạ lùng. Từ đó về sau người ta né mình. Mà mình nói một cái lời tùy thuận, nó nhẹ nhàng vô cùng. Cho nên một trong những cái phước lớn á,
mình đã có hoan hỷ nè, phải không? Mình có hoan hỷ thì mình cũng sẽ có tùy hỷ. Và một trong những cái phước là tùy hỷ, đó là thấy điều lành gì ai làm, thuận theo cái lành của người ta. Cho nên trong này nói không, tại cõi Diêm Phù này và các thế giới khác, nếu con ở cõi này và có cõi khác được bao nhiêu thiện nghiệp, con xin vui thuận theo. Mình nếu mình có được một cái, thí dụ mình nhìn lại mình, mình thấy mình có được một cái tốt đó, đó mình phải vui. Cái nhiều khi mình ấy, có nhiều khi mình suy nghĩ ngược lại, sao tôi ngu quá, tôi không biết nói lại người ta cho người ta tức. Không có ngu mấy chuyện đó đâu, mình đừng có nghĩ mình ngu cái chuyện đó. Thí dụ người ta nói móc mình mà mình không biết móc lại, xong mình kể cho người bạn nghe, cái người này bạn nói trời ơi sao bà không trả lời, gặp tôi nói chứ, mình tự mình trách nè, sao tôi ngu quá, tôi không biết nói câu đó. Mấy cái đó không có ngu đâu, đừng có khôn mấy cái đó, đừng có thông minh mấy cái đó, tạo nghiệp thôi, không hay. Còn nếu mà mình người ta nói mà mình tỉnh bình an được, có phải mình nhẹ nhàng không? Đó, mình chỉ kể lại cho người bạn nghe mà họ đã nổ lên rồi, mà trong khi đó đối tượng là mình, chính mình nghe câu nói móc đó mà mình tâm mình bình an. Rõ ràng giữa cái an và cái nổ, cái nào nó hơn? Đó, cho nên được bao nhiêu thiện nghiệp con xin vui thuận theo, nguyện lìa 10 nghiệp ác, tu tập 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện hồi sáng mình tụng lại gì? Hồi sáng quý vị mới tụng kinh này đó, kinh thập thiện nghiệp đạo đó, thấy không? Cái nghiệp của chúng sanh mình ở nơi ba chỗ: thân, miệng, ý. Thân thì có ba việc: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng thì có bốn việc: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ mê hoặc, gọi là vô ích. Ý mình có ba việc: là tham, là sân, là si. Đó là 10 cái xấu. Nếu chúng ta làm cái điều đó, bây giờ chúng ta làm ngược lại, gọi là 10 cái thiện ở nơi đó luôn, cũng cái thân đó, nhưng bây giờ thay vì sát sinh thì mình phóng sinh, thay vì trộm cắp thì mình bố thí, thay vì tà hạnh thì mình chánh hạnh. Dễ thôi. Cho nên Phật dạy mình ba câu: không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giúp đỡ cho mọi người, nhớ không? Thì khi mình học ba câu đó mà mỗi bữa cơm hồi trưa mình ăn đó, mình vít, mình múc ba miếng cơm lạc mình ăn trước đó, nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành. Đây là mình tu ba cái bậc giới của người tại gia cư sĩ. Khi mình bắt đầu mình thọ năm giới đó, là mình làm câu thứ nhất: không làm các việc ác. Tại mình thọ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè, đó là mình dứt cái xấu. Là mình làm được câu thứ nhất: không làm các việc ác. Rồi sau đó mình thọ thập thiện thì mình làm được cái tầng bậc thứ hai Phật dạy là nên làm các việc lành. Cho nên khi thọ thập thiện là mình tu thập thứ hai nè, thiện nghiệp nè. Rồi đến khi nào mình đủ duyên mình thọ Bồ Tát giới tại gia để mình tu á, thì mình làm được câu thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Như vậy thì ba cái câu đó đó, nếu mà đúng ra trong Bồ Tát giới gọi ba câu đó là gì? Tam tụ tịnh giới. Tức là ba cái nhóm giới thanh tịnh là không làm ác, nên làm lành, độ chúng sanh. Và ba nhóm giới đó là ngũ giới, thập thiện và Bồ Tát. Cho nên mỗi ngày mình ăn cơm á, mình đọc ba câu đó là mình tu giới đó. Mà mình mà ba câu đó chính là ba câu then chốt, ba câu căn bản của đạo Phật. Vậy thì cái mục đích chính yếu của đạo Phật là chuyển hóa cái ác, cái xấu của con người để phát khởi cái thiện. Cũng giống như mình nhìn một cái cây, bổn phận của một người trồng cây là phải làm sao cho cái cây này nó tươi tốt, nó được khỏe mạnh, nó được vươn lên, nó ra hoa ra trái. Bổn phận của cái người trồng cây là như việc đó. Thì mình cũng vậy, bổn phận của người Phật tử là làm sao mỗi ngày chăm bón, làm cho cuộc sống của mình mỗi ngày đẹp hơn, dễ thương hơn. Đó là mới cư sĩ thôi đó, mới cư sĩ thôi đó, mà mình nói chung là tất cả Phật tử, người tu,
người xuất gia và người tại gia đều phải thực hiện cái chuyện này hết. Cho nên nguyện lìa 10 nghiệp ác, tu tập 10 nghiệp thiện, an trú trong thập địa. Thập địa là từng rồi mình học rồi đó. Hằng hang hoan hỷ địa, phát quang địa, hiện tiền địa, vân vân. Hằng thấy Phật mười phương, những phúc trí có được do tu tập ba nghiệp, con xin nương vào đó mong chóng thành Phật tuệ. Bây giờ có phước có trí, mà do mình có phước có trí là do mình tu được, chuyển hóa được ba nghiệp. Tại sao gọi là có phước có trí ở ba nghiệp? Bây giờ Pháp Hòa hướng dẫn cái này để chúng để ý ha. Mình có được một cặp mắt lành lặn, trong sáng, có phước không? Có phước. Nhưng bây giờ coi có cái trí để dùng cái phước này không? Mình nhìn lại coi mỗi ngày mình dùng cặp mắt này để mình nhìn mọi người, để mình thông cảm cho mọi người, để mình thương yêu mọi người, hay mình dùng cặp mắt này để mình soi mói, để mình chỉ trỏ, để mình hay nguýt, để mình làm đủ kiểu. Dạ, vậy thì cái con mắt của mình nó vẫn có phước có trí nếu mình biết cách tu. Như vậy bây giờ mình nhìn lại á, sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình có phước hết. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta có trí để dụng cái phước này không? Mình có cái miệng lành lặn, đẹp đẽ, cười rất đẹp, nói chuyện rất hay, nhưng không nói. Cứ canh tới giờ, tới ngày tập hợp là bắt đầu mình xỉa xói người này, xỉa xói người kia, thành tử ra mất cái phước của cái miệng. Cho nên đời này á, mình muốn mình nhìn lại cái đời sống của mình á, mình gặp những cái cảnh gì thường xuyên, mình biết cái đó là do cái nhân mình tạo trước. Rồi bây giờ muốn né cái này sợ quá không dám nữa, thôi thì ráng tu cái ngay này để cái quả về sau. Cho nên cái câu mà nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo, mình tụng mỗi buổi chiều đó. Nếu ai muốn biết và muốn hiểu, nhớ không, câu trong cái Mông Sơn mình tụng đó, nếu ai muốn biết và muốn hiểu, chư Phật có mặt trong ba đời, người ấy chỉ cần quán pháp giới, tất cả đều do tâm mà thôi. Do cái tâm mình, cái cách sống của mình thôi. Cái câu đó là trong Kinh Hoa Nghiêm đó. Kinh Hoa Nghiêm đó. Mà mở đầu vô ta nói nhược nhân dục liễu tri. Ai muốn biết được, ai muốn biết được, liễu tri tức là muốn biết rõ ràng ba đời tất cả Phật, chỉ cần quán lại, quán lại tất cả mọi hiện tượng, mọi cảnh giới, không có cái nào ngoài tâm. Hôm nay quý vị á, xách giỏ từ nhà lên chùa ở nguyên ngày tới giờ phút này, ai biểu, ai xúi, ai trả tiền, không ai làm gì. Tâm mình muốn, tâm mình muốn mình mới vô đây mình ngồi được, mặc dù không có chỗ nằm, mặc dù là phải làm việc, phải đấy, nhưng mà mình muốn cho mình không thấy cực, không thấy khổ. Cho nên mình nhớ là những phúc trí có được do tu tập ba nghiệp. Mình có phước có trí, không có gì, không có cái gì ngoài dụng thân miệng ý của mình để tu đâu. Mình muốn có phước về cái khẩu, tu cái khẩu. Muốn có phước về trí tuệ, tu cái ý. Muốn có phước về cái thân tướng, tu cái thân. Ở thân mình thì không, cái thân của mình không hấy nguýt, không chỉ chỏ, vân vân, thì mình tu mình có được cái tướng đẹp. Con mắt của mình không có soi mói, không có hấy nguýt, thì mình có được cái gì? Có được cái ánh mắt, hay là cái ý nghĩ của mình, lời nói của mình. Cho nên tất cả không ngoài do tu ba cái nghiệp này. Cho nên thưa đại chúng, Phật có 32 tướng đó. Chút xíu trong này cũng nói nè, 32 tướng của Phật đó, cũng không ngoài do Phật tu đâu, chứ không phải tự nhiên làm Phật cái có đâu nha. Phật tu Phật mới có được. Nay con đối trước đấng thập lực, bao nhiêu nạn khổ con tỏ bày. Đấng thập lực là ai? Là chỉ cho Phật.
Phật có 10 cái năng lực. Thí dụ Phật có được một cái năng lực trí tuệ để nhìn thấy biết cái nào đúng sai, để mà làm hay là không làm. Phật đó một cái trí lực biết rõ nhân quả ba đời. Như mình đây mình không biết. Mình không biết cho nên đó, khi mình gặp cái khổ mình đấy, mình nhìn lại mình nói tôi nghiệm lại từ nhỏ tới lớn tôi đâu có ở xấu mà sao tôi gặp toàn chuyện xấu. Thì mình mới thấy từ nhỏ tới lớn của mình thôi, chứ mình đâu thấy hơn nữa đâu. Trước đó mình đâu thấy à, cũng giống như mình ấy, tự nhiên cái thằng đó nó gọi phone tới nhà nó chửi con tôi. Mà từ lúc con tôi đi về nhà, nó ở nhà nó đâu có đi đâu, nó đâu có nói chuyện với ai. Thì mình chỉ thấy nó từ lúc nó về nhà tới giờ thôi, chứ lúc nó ở trường mình đâu có thấy. Trước đó nó ở trường nó chọc ghẹo người ta, nó, hay là trên đường nó đi xe bus về nó làm. Mình chỉ thấy nó từ lúc nó ở nhà thôi. Thằng kỳ cục, tự nhiên gọi tới nhà tôi nó chửi con tôi. Mà con tôi từ hồi nó về nhà tới giờ nó đâu có làm gì đâu. Thì mình thấy từ cái lúc nó ở nhà thôi, chứ ở trường nó mình không thấy. Thì mình cũng vậy thôi. Cho mình có thấy những cái gì trong cái hiện đời thôi, nhưng mình không thấy cái trước đó. Cũng giống như mình thấy trời ơi sao tự nhiên anh đó anh có cam anh ăn vậy. Tại vì anh có trồng cam. Còn mình không trồng cam, mình trồng ớt thì mình có ớt. Thế thôi, mà không có trồng thì không có ăn. Thì Phật có cái trí đó. Phật có cái trí tuệ biết các cái pháp tu thiền định để giải thoát. Thí dụ như bây giờ á, mình biết á, mình cặp cái miệng của mình á, gặp mình nói mình không có control được. Cho nên mình ráng á, mình tu thiền định cái miệng mình nhiều hơn. Cho nên mình á, hễ mình gặp cái chỗ nào là cái chỗ khó khăn thì chính cái chỗ đó là mình tu nhiều nhất. Cho nên thưa đại chúng, trong các vị đệ tử của Đức Phật á, mà quý vị thường nghe nói 10 vị đệ tử lớn á, phải không? 10 đệ tử lớn của Phật như Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất, Ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất á. Nhưng mà thật sự ra Đức Phật có nói trong kinh á, là có hơn 40 vị tỳ kheo có những cái đặc biệt mà Phật đã khen ngợi, chứ không phải chỉ có 10 vị đó đâu. Nhưng mà sau này mình chọn lọc lấy 10 vị tiêu biểu và có nhiều cái câu chuyện về các ngài nhất để thành một quyển sách riêng gọi là Thập Đại Đệ Tử Truyện, tức là 10 cuốn truyện nói về 10 vị đệ tử. Chứ thật sự Đức Phật có hơn 10 vị, mà Pháp Hòa nhớ không lầm là hơn 40 vị có những khả năng đặc biệt. Thì bây giờ Pháp Hòa nói với đại chúng là trong đó có một vị tên là Nang Đà. Nang Đà là ai? Anh em chú bác với Phật. Đó, ông mà cái người mà cưới vợ vừa xong là bị Phật dẫn về chùa rồi đi xuất gia đó. Là quý vị biết ông bị cái gì không? Ông bị một cái nghiệp là gặp người đẹp chịu không nổi. Ông gặp người đẹp chịu không nổi, cho nên á, là Phật hướng dẫn cho ông tu. Cuối cùng ông đạt được cái chỗ thành tựu của ông. Cho nên Phật khen ông là gì? Nang Đà là người đạt được cái khả năng là thu nhiếp lục căn đệ nhất. Thu nhiếp lục căn đệ nhất. Còn như là Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp bậc nhất, Ngài A Na Luật là thiên nhãn bậc nhất, Ngài U Ba Ly là trì luật bậc nhất, thì Ngài Nang Đà là thu nhiếp sáu căn bậc nhất. Còn Ngài Kiều Trần Như á, là gì? Là pháp lạp bậc nhất. Tại vì khi Đức Phật vừa thành đạo đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp, độ ai? Độ năm anh em của ông Kiều Trần Như. Mà trong nhóm năm người thì Kiều Trần Như lớn nhất, cho nên được nhận làm đệ tử đầu tiên, vị tỳ kheo đầu tiên của Đức Phật. Vậy thì có phải là Ngài Kiều Trần Như là có hạ lạp cao nhất trong các thầy tỳ kheo không? Đúng rồi. Đó, thì Pháp Hòa kể như vậy để đại chúng biết là Đức Phật không phải chỉ có 10 vị đệ tử lớn mà như chúng ta thường nghe, mà Đức Phật có hơn 40 vị như vậy. Mà không phải bên Nam không, chư Ni cũng có. Rồi sau đó Phật còn ca ngợi các vị cư sĩ nữ, cư sĩ nam. Mình đọc trong kinh là mình thấy Đức Phật đều ca ngợi tán thán những người có những cái đặc điểm trong bốn chúng đệ tử.
cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cho nên Phật có được một cái lực. Như vậy thì ở đây mới nói gì? Mình á, mỗi chúng sanh mình á, tự mình kiểm, mình biết mình gặp khó khăn cái gì thì mình tu cái đó nhất. Ví dụ mình biết á, trời ơi mình có một cái bệnh làm biếng, cái gì cũng được chứ làm biếng tu. Đi chơi được, đi ăn được, làm gì cũng được, mà tới giờ tu sao lười quá. thì mình biết đây là cái chỗ mình tu nè. Cái khi như vậy đó thì mình phải tìm mọi cách làm sao để cho con ma làm biếng tu tập của mình, nó đừng có lôi mình. Chẳng hạn như là muốn thức dậy tụng kinh để đồng hồ, mà nhớ để đồng hồ xa xa. Để làm chi biết không? Để mà nó reo cái mình phải ngồi dậy mình đi tắt. Mà ngồi dậy mà tắt là sẽ tỉnh. Còn để sát bên á thì mới vừa reo cái mình sẵn cái tay mình phụp nó xuống cái mình ngủ tiếp, là cái cơ hội giải đãi nó gần dữ lắm. Còn mình để cái đồng hồ sang chút á, là để mình ngồi dậy, mình thức dậy. Đây là Pháp Hòa, kinh nghiệm của Pháp Hòa. Hồi nhỏ mà muốn thức dậy tụng kinh là tự mình phải làm như vậy. Ai dạy mình? Ai dạy mình, ai thức giấc cho mình? Đâu có huynh đệ, đâu có ai kêu mình dậy tụng kinh đâu. Tự mình phải làm sao để mình thắng được. Tại mình muốn tu mà. Mình muốn tu, mình muốn giỏi thì tự mình thôi. Giống như một học sinh muốn học giỏi thì phải tự mình tìm giờ học bài, chứ ai học được cho mình. Mẹ cha mình có thể cho tiền mình đi học, nhưng mẹ cha không có thể học giùm mình. Có thể chở mình đi học, có thể lo cơm cho mình ăn, nhưng không thể học giùm mình. Vậy thì chuyện đi tu là tự mình chọn. Mà mình muốn tu thì mình phải thúc liễm và mình nỗ lực. Cho nên hồi nhỏ là Pháp Hòa tuổi trẻ ham ngủ. Vì vậy mà mình để chắc chắn là mình phải thức dậy để đi tụng kinh là tự mình set up cái đồng hồ. Rồi tới giờ mà nó reo một cái là ngồi dậy tắt, mà tắt là nó tỉnh. Rồi là rửa mặt đi tụng kinh. Còn khi tuổi già rồi á, khỏi cần set thì set, chứ nó thức trước cái đồng hồ không à. Có đúng không? Phải không? Tới bây giờ tới cái tuổi này rồi là mình để đồng hồ, chứ ít khi nào mà để tới khi nó reo mình mới dậy lắm. Đa phần là mình thức trước nó. Có nhiều khi thức trước nó 15 phút, nửa tiếng, cả tiếng đồng hồ. Nhưng để chắc ăn mình vẫn để cái đồng hồ. Nhưng mà thiệt sự ra là tới cái tuổi rồi. Khi mà mình á, cái tuổi mà mình ngủ ít mà vẫn không còn ham ngủ như trẻ là biết rồi đó. Mình ăn ít mà sao nó no cả ngày là mình biết rồi đó. Mình ăn hồi nhỏ mình ăn quá trời, mình ăn cái gì cũng tiêu, giờ ăn có một chút gì nó không tiêu hóa. Tất cả những cái đó mình nhìn lại thì mình hiểu rồi đó. Hồi đó Pháp Hoàng ghét quấn khăn đội nón số 1, mà bây giờ là quấn suốt ngày. Quấn suốt ngày, không lẽ giờ ra đây đội theo cái nón nữa chứ. Nãy giờ nó lạnh cái đầu dữ lắm. Hồi trưa là chịu hết nổi là phải chùm nón ăn cơm vậy đó. Là mình biết rồi đó. Hồi đó là Pháp Hoàng cái gì mà nó gò bó trong người là chịu không được. Thậm chí thấy quý thầy mà đội nón đi ngủ cười. Trời ơi, sao mà ngủ được. Bây giờ ha, quả báo nó tới. Một cái nón, một cái khăn, một cái áo lạnh. Có nhiều bữa phải mở thêm điện. Mở mình điện trùm nữa. Mình nói người ta một chứ mình lãnh cái hậu quả tới 10 lần. Người ta chỉ đội nón thôi, giờ mình phải quấn khăn mặc áo lên. Cho nên lời lúc nào cũng phải trả lời chứ bao giờ nó. Thì ở đây Phật nói là vì vậy cho nên tại sao chúng ta gọi là giới. Chữ giới nó còn có nghĩa là biệt giải thoát. Mình kẹt cái giới nào, mình tu cái giới đó, mà mình tu được cái giới là mình giải thoát giới đó. Ví dụ như giờ mình không có trộm cắp, cho dù quý vị có thọ giới không ăn cắp, nhưng mà quý vị cũng không bao giờ phạm. Tại vì xưa mình chưa phạm thì mình cũng không bao giờ nghĩ tới chuyện ăn cắp rồi. Cho nên có cần tu giới đó đâu. Thành thử thọ vậy thôi, chứ còn có cần nói chuyện tu hành gì nữa. Tại mình không có cái tâm ăn cắp. À, nhưng mình bây giờ mình có cái tật hay nói dốc thôi. Thành thử ra giờ phải thọ cái giới thứ tư để có chuyện gì cần nói đúng rồi nói đúng, khai nói sai, chứ không cần phải dựng chuyện nói có lợi ích gì cho ai đâu. Mà nhiều khi có thói quen đó,
Bây giờ phải tu cái giới hay nổ nữa. Ví dụ vậy. Thì như vậy trong này Phật biết như vậy thì chữ giới là gì? Biệt giải thoát. Anh tu được giới nào, anh giải thoát giới đó. Giống như mình lái xe, lúc nào mình cũng cẩn thận, không bao giờ để over speed. Mà nếu như lỡ mình có cái tật hay lái nhanh thì mình phải ráng làm sao điều chỉnh cái kim đồng hồ đó xuống, thì mình giải thoát được cái giới đó. Ngược lại á, mình không bao giờ là để xăng tới cạn. Lúc nào bình xăng nó xuống tới nửa bình, 1/3 là lo đổ xăng. Cho nên không bao giờ mình lo là mình hết xăng. Vì cái tật mình như vậy, cho nên mỗi lần lên xe ai mình hay để ý cây xăng, cái đồng hồ xăng. Và lúc nào để ý xong là mình tự đi đổ à. Tại vì biết người ta lúc nào cũng để cho nó cạn dầu. Em bị hoài chứ gì. Lúc này ít lái xe lắm, nhưng mà lâu lâu mượn chiếc xe nào leo lên là hết xăng chiếc đó. Mượn đi 10 phút chứ lỗ mấy chục lần. À, thì quý vị thấy nhớ nha. Đây là thập lực của Phật đó. Cho nên Phật là một cái người có 10 cái năng lực. Bây giờ mình nói với Phật nè, bao nhiêu nạn khổ con tỏ bày. Bây giờ chữ nạn là gì? Chữ nạn nghĩa là khó. Đối lập với chữ nạn là dị, gọi là dễ. Thí dụ như bây giờ mình nói cái chỗ này nó khó ở quá, cho nên mình muốn tìm chỗ khác mình ở, cho nên mình tị nạn. Chữ tị là trốn. Mình trốn cái khó đó để mình đi tìm cái khác. Vậy cái nạn nó nghĩa là vậy thôi. Thí dụ như bây giờ mình gặp cái người đó, người ta khó thương, mình nói trời ơi nạn của tôi rồi đó. Nhưng mà nạn đi vô trong tiệm mà gặp một cái người khó thương, nạn này có 8 tiếng thôi. Cứ nhầm người khó thương, nạn này suốt đời. Giờ phải tu với cái nạn này đây nè. Bao nhiêu nạn khổ con tỏ bày, mà đã nạn là khổ. Tại vì chính cái khó đó mình không qua được nó là mình khổ. Nạn phàm ngu mê nơi ba cõi, đây là một nạn. Phàm ngu là gì? Tức là ý nói cái người không có thấy được chân lý, không thấy được lẽ thật. Chứ đám mê trong ba cõi sắc, cõi dục và cõi vô sắc. Nạn gây tạo bao, gây tạo biết bao trọng ác. Chữ trọng ác tức là những cái tội nặng. Mà bốn cái tội nặng nhất là sát, đạo, dâm, vọng. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục và nói dối. Nhưng mà thưa đại chúng á, nói dối của người cư sĩ và nói dối của người xuất gia nó khác nha. Thí dụ như người cư sĩ tại gia, mình nói chuyện có nói không, chuyện không nói có, đó là nói dối. Nhưng mà cái dối mà cực nặng của người xuất gia đó là chưa chứng đạo mà cho mình là người chứng đạo, để mà mê hoặc người ta, để lấy cái lợi dưỡng về cho mình, để cầu sự cung kính. Ví dụ như giờ mình không phải là tiên thánh gì hết á, nhưng mình giả bộ mình ra, mình làm như mình là thánh tiên được ơn trên sai xuống đây để làm chuyện cứu nhân độ thế vậy đó, để mà cầu cái sự kính ngưỡng quy tụ của người. Thì đối với người xuất gia, đây mới là cái tội đại trọng nói dối. Tại sao? Tại vì á, lường gạt người ta cái chén cơm, chén cháo, tiền của, mấy cái này nó chỉ là của cải thế gian thôi. Nhưng mà mình lường người ta ở cái chỗ tri kiến, cái chỗ tín ngưỡng đó, lỗi hơn, nói nặng hơn. Cho nên đối với người xuất gia là bốn tội của người xuất gia là sát, đạo, dâm, vọng. Vậy thì đối với người tại gia là dâm là gì? Là không có tà dâm thôi. Tức là mình đã có gia đình rồi thì không có quan hệ với người khác. Còn người xuất gia là tuyệt đối. Và hai cái đó khác. Đó, thì đối với cái người cư sĩ, tội nặng của mình là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Nhưng mà đối với người xuất gia là sát sanh, trộm cắp, dâm dục, chứ không phải tà hạnh nữa. Và lường gạt người khác qua cái con đường
tâm linh tín ngưỡng, chưa chứng mà cho mình chứng. Cho nên là trọng ác. Cho nên thỉnh thoảng quý vị đọc trong kinh á, luật á, nếu mà quý vị thấy nói các vị có phạm trọng tội không, thì phải hiểu chữ trọng tội ở đây là nói tới bốn giới thôi: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Còn rượu á, tại sao không liệt nó vô? Rượu á, nó là cái duyên để mình tạo bốn cái này. Thí dụ mình uống rượu say rồi thì mất trí, mà mất trí thì sát sanh có thể làm, trộm cắp có thể làm, thí dụ vậy đó. Nạn chứa nhóm tình dục tà kiến. Tình dục tức là những cái dục tình của con người, tà kiến là những cái say thấy lệch lạc. Nạn thường khởi tham ái lưu luyến. Pháp Hòa nhớ là ngày hôm kia có một vị lên nói chuyện, thì cũng tâm sự trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái vị này ngồi khóc, khóc dữ lắm, và đau khổ vì những cái chuyện tình cảm trong cuộc sống. Có người thì nhớ mẹ khóc, khi mẹ mất nhớ mẹ khóc. Có người nhớ cha khóc, có người nhớ người yêu khóc. Và tất cả những dạng nhớ thương nó nằm trong chữ ái hết. Ái là thương, yêu, mà yêu là có mình, có người yêu. Thí dụ như mình là người năng yêu, còn cái người kia là người của mình yêu, cho nên gọi là sở yêu. Mà yêu tức là có dính mắc, tùy theo cái đối tượng mà dính mắc nó khác nhau. Ví dụ như mình yêu mẹ thì mình thương mẹ, cho nên khi mẹ còn mình vui, mà khi mẹ đi thì mình buồn, và mình không nguôi được cái nỗi buồn đó thì cũng là ái. Nhưng mà không có gì xấu, không có nhiễm ô, giữa vì mình ái mẹ thôi. Và cái đau khổ của mình nó khác với cái đau khổ nào mình mất một người yêu. Thì cái đau khổ nó khác, trong cái đau khổ nó có sự ganh tức, nó có sự phiền lụy là vì có người khác đã chiếm cái người yêu của mình. Thì cũng là mình ái cái người đó cho mình mới khổ. Và cái khổ mà của một người mất mẹ và cái khổ của người mất người yêu nó khác. Vì mình người con này chỉ buồn thôi chứ không có ghét gì ai hết đó, tại vì mẹ mình già bệnh chết thôi. Nhưng mà cái người kia vì có người khác cho nên bỏ mình. Thì trong cái khổ đó đó, nó có một cái nạn nữa, đó là gì? Đó là sự tức, bực tức, sự hận thù ở trong đó. Đó, cho nên gọi là tham ái lưu chuyển. Tức là nó luôn luôn, nó tuần hoàn. Thí dụ như người đó vậy đó, xong cái vài ngày sau gặp được một người khác, cái họ ái cái người này, cái họ tạm thời họ họ quên cái tình trước đi. Nhưng mà thỉnh thoảng ở trong cái trong khi mà đang sống với cái đang với cái người hiện tại thì họ có cái sự so sánh, người này không giống người trước, có thể tốt hơn hay xấu hơn không biết. Hoặc là khi đụng chuyện thì bắt đầu họ kéo lại cái người cũ, trời ơi bây giờ cái cảnh cũ nó tái diễn, vân vân. Thì cho nên không bao hãy dính trong cái ái khổ thì nó mãi mãi là một sự lưu chuyển. Thì Pháp Hòa nói về để đại chúng hiểu chứ lưu chuyển là sao đó. Nghĩa là khi mình sống như vậy, nhưng mà ngay cả mình đây nè, ngay cả mình á, thí dụ giờ mình thương con mình hồi nhỏ nó dễ thương lắm, bây giờ lớn lên thì có thể nó thay đổi và cái cách sống nó làm khổ mình. Mình vẫn thương con mình, nhưng mà trong cái tình thương nó vẫn khổ, tại vì mình luôn luôn lấy cái hình ảnh của dễ thương của nó hồi nhỏ và mình lấy cái hình ảnh của nó bây giờ mình so sánh ra. Rồi thậm chí mình nhìn một cái người khác, tại sao họ có phước quá, con họ đối với họ như vậy mà mình lại như vậy. Bắt đầu bao nhiêu những cái so sánh của mình, của người gần, người xa, và của tốt, của xấu, tất cả nó lưu chuyển trong cái tâm khảm của mình. Và thậm chí mình vừa lái xe mình vừa khóc, tại vì mình nhớ tới hồi đó sáng nào người đó cũng chở mình đi làm nè đó, rồi bây giờ mình tự mình lái xe mình đi, đủ thứ kiểu hết. Và tự nhiên bao nhiêu cái đó nó luôn luôn trong cái đầu của mình,
và bắt đầu cái khổ nó có mặt, rồi dính mắt. Cho nên Phật dạy một câu rất hay trong kinh đó. Một trong những cái khổ lớn của chúng sanh đó là sự chấp vướng, attachment. Nói như vậy không có nghĩa là Phật biểu mình phải buông xả, không phải. Nhưng mà mình phải thường tập quán chiếu những cái sự đến đi còn mất của người, của vật, của tình cảm, để khi những cái đó nó tới, chúng ta không buồn. Có thể có thể khổ, nhưng mà cuối cùng rồi nó sắp sửa rớt xuống thì bắt đầu nó đi lên lại, mà không để cho nó giật mình xuống càng ngày càng lún hơn. Có nhiều người họ gượng dậy không nổi, và từ đó họ càng ngày họ càng tệ hơn, chỉ vì một cái khổ nào đó trong cuộc sống. Cho nên nạn thường khởi tâm ái lui chuyện, nạn luôn đắm trước cõi thế gian. Đó. Chữ trước này là gì? Chữ trước này là mình dính vào đó, mình gá vào đó, rồi mình cứ phải dính chặt vào đó. Chữ đắm trước nghĩa là vậy đó. Nạn tất cả phàm phu phiền não. Đây là phiền não của phàm phu. Tại sao phàm phu có phiền não mà thánh thì không phiền não? Chữ phàm phu ở đây là gì? Nhắc lại nữa ha. Phàm phu nghĩa là khi mình sống một cách rất tầm thường và không thấy được lẽ thật là chân lý. Còn người thánh á, chữa phàm á, ngược lại với phàm là thánh. Thánh là gì? Thánh là khi người ta có cái trí người ta thấy. Ví dụ như mình là phàm phu á, thì mình nói trời ơi trời, tự nhiên hồi tháng 7 ấm nắng đẹp, tự nhiên giờ tháng 11 lạnh, tôi ghét rất minh tinh rồi. Rồi nghe mình nghe nói vậy cái thì người nói trời ơi vậy anh này không biết gì hết. Ở Edmonton mà tháng 11, 12 biểu đựng lạnh. Không phải như vậy là người không thấy được lẽ thật. Anh phải thấy được lẽ thật là ở xứ này tới giờ này là lạnh. Đúng không? Còn cái mùa hè thì nó ấm. Nhưng mà cái đó là nói vậy thôi chứ chưa chắc mùa hè đã ấm. Mà cái người thánh là người ta nhận ra là thời tiết có thể thay đổi bất thường. Chứ đừng đó là đừng có bao giờ quy định tháng 7 phải là ấm, chưa chắc. Có những tháng 7 mưa lạnh như thường, phải không? Thành thử ra cuộc đời này không có cái gì chắc hết á, chỉ có một cái chắc thôi là cái gì? Chết chắc. Không có gì chắc hết á, chỉ có một cái chắc thôi là chết chắc à. Cho nên nếu mà cái người phàm phu mà không thấy thì tự nhiên có phiền não thôi. Còn thấy được là không có phiền não. Cho nên khi Pháp Hòa đến khai thị cho các vị bệnh, Pháp Hòa cũng nói vậy đó. Chiếc xe mình xài mấy chục năm rồi. Nói cái vụ chiếc xe, không biết Pháp Hòa kể chuyện này chưa. Bữa lên xe từ Tây Thiên về đó, cái nói là để phone thăm cô Nguyên Huệ. Cái mấy vị nói lúc này cô Huệ không được khỏe. Pháp Hòa mới nói thì đúng rồi, chiếc xe xài 80 năm rồi. Cái thầy Đức Tạ nghe vậy ông say qua ông hỏi, ủa cô Nguyên Huệ còn lái xe hả? Thầy hiểu một cách đơn giản, thầy hỏi qua vậy đó. Thầy hỏi say qua, thầy hỏi, ôi nói trời ơi, thầy nói ý thầy nói là chiếc xe này là cái body của mình đó, cái thân của mình đó. Thầy còn tưởng cô Huệ còn lái xe, mà mình đang bàn chuyện chiếc xe cô Huệ mà. Cô Huệ còn lái xe hả? Thì bây giờ mình thấy là ngồi đây là mỗi người mình có một chiếc xe. Và mỗi người chiếc xe của mình á, mấy chục năm. Và có những chiếc xe lái 80 vẫn còn good. Có những chiếc xe mới 50 mà nó bệ rạc hết rồi. Là tại vì sao? Nó có cái nguyên nhân là mình không có thích khe cái xe kỹ. Có những người người ta lái xe nhưng mà người ta biết chăm chút chiếc xe người ta thì người ta tốt hơn. Còn mình không biết chăm chút thì xe mình nó mau hư hơn. Thí dụ như có nhiều người ta lên xe cái người ta lót ha, giấy rồi khăn, cho nên xe người ta ít dơ. Còn mình không có lót cái gì hết, mùa đông mình cứ lôi tuyết lên nó tan, nó sình, nó dơ thì chắc chắn xe. Rồi ăn uống người ta có cái bao, người ta đổ rác,
Còn mình dục tá lả hết thì trước sau gì cái xe này không sớm thì chạy. Mà nhất là những xe công cộng, nói gọn hơn xe chùa. Rồi đó thì bây giờ cái người có phàm phu là không có phiền não. Phiền não là gì? Mình không thấy sự thật. Phiền não tức là mình buồn phiền về cái việc đó. Còn nếu mình thấy rõ bản chất của mọi việc, từ đất đai, nhà cửa, tình cảm, con người, thân thể, sức khỏe, tất cả mọi sự việc hết, không có cái gì. Phật có dạy trong kinh câu này cũng hay nữa, và cái câu này được dịch ra tiếng Anh: There is nothing forever except changing. Không có cái gì mãi mãi cả, chỉ có sự thay đổi là mãi mãi thôi. Phải không? Không có gì mãi, chỉ có sự thay đổi. Thì cái câu này trong kinh cũng nói cuộc đời là vô thường. Vậy cái gì là thường? Vô thường là thường. Cái vô thường là cái thường. Cái thay đổi là cái thường. Cho nên mình hiểu được vậy, cho nên khi có thay đổi không đến nỗi khổ. Cho nên đại chúng nhớ chữ phàm phu đây, không có ý chê trách mình là phàm phu tục tử gì cả. Chữ phàm phu tục tử chỉ có nghĩa là người sống không thấy được lẽ thật, không thấy chân lý. Vậy thì chữ ngoại đạo của nhà Phật cũng nói ý vậy đó. Ngoại đạo là không có cái ý chê người ta, không phải đạo của mình, người ta ngoại đạo. Trong Phật giáo cái chữ ngoại đạo nó sâu sắc hơn, nó nghĩa là người không sống được với chân lý, không thấy được lẽ thật, không thấy được cái bản chất chân thật của tất cả sự vật sự việc. Nạn tâm cuồng tán loạn đảo điên, đây là ba thứ tâm nè: tâm cuồng nè, tâm tán loạn, tâm đảo điên. Tâm cuồng là sao? Sống thác loạn, sống cuồng si. Tán loạn tức là cái tâm tư của mình ít khi nào mình focus, chú tâm định tĩnh. Điên đảo là mình thấy ngược ngạo, như người uống rượu đó. Người uống rượu mặc dù họ đi thẳng nhưng mà họ thấy đường nó lật ngược cho nên họ mới té. Những người uống rượu họ té là tại sao? Tại vì họ thấy cái đường nó upside down. Ở trong kinh Bát Nhã đó, đi viễn ly điên đảo, thì chữ điên đảo là vậy đó. Chữ đảo là ngược, chữ đảo nghĩa là ngược, chữ điên là nó xiên. Vừa thấy nghiêng ngửa mà thấy ngược nữa, cho nên gọi là đảo điên. Thí dụ như thân này là thường thì mình là vô thường, mình cho nó là thường. Thân này là bất tỉnh thì mình cho là tỉnh. Tất cả mọi sự việc nó không có cái bản chất thật của nó thì mình cứ cho nó là thật, gọi là nó không có cái thật ngã mà mình cứ cho nó là thật ngã. Cho nên nó là đây là ba thứ tâm mà con người thường sống trong đó: cuồng loạn, tâm cuồng loạn, tâm tán loạn. Thí dụ có những người ta đang tỉnh táo vậy, ta đâu thích đâu, ta dùng một cái loại chất kích thích để người ta kích động đó, mà náo nhiệt ồn ào, từ cuộc sống nó phải như vậy thì mới cho là vui, là thích. Thì đây là cuồng. Cùng nạn thân gần những bạn ác. Có khi người ta đặt một câu hỏi: ủa tại sao mình lại nói là, có khi mình lại biểu là phải chơi với mọi người, phải gần gũi mọi người để đáo quá họ, mà ở đây lại không cho gần người ác. Câu hỏi này thỉnh thoảng được đặt ra. Tại vì trong kinh Phước Đức á, cũng có câu á: thiên và nhân thao thức, muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. Đức Thế Tôn dạy làm sao? Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Thì giờ mình đặt câu hỏi là tại sao như vậy? Là bởi vì nếu chúng ta là cái người có trí, có cái tâm vững chãi thì chúng ta không bị ảnh hưởng, cái đó không sao. Nhưng phần lớn mình chưa đạt được cái chỗ đó thì không dám gần lửa, vì mình là một bó rơm, một tờ giấy đó. Nếu mình là một miếng thiết, một cục đồng thì mình có gần lửa cũng chẳng sao, mình có gần bùn cũng chẳng sao. Thì mình chưa,
mình là một tờ giấy rất mỏng, mình gần thôi là có thể cháy, dễ thế, dễ thôi. Cho nên trong luật giao, nếu người một chú sa di mà trí lực chưa thâm, không được đọc sách khác ngoài bốn bộ luật căn bản người tu phải đọc. Vậy thì đâu phải những sách khác nó dở không cho đọc, nhưng mà vì không đúng lúc, không đúng cái khả năng nhận biết của mình, mình đọc tùm lum thì nó chỉ loạn tâm cuồng trí, chứ nó chẳng mở mang được cho mình cái gì. Cũng giống như Phật tử nghe pháp thôi, mình nên nghe những cái điều căn bản trong cuộc sống để chúng ta nắm được cái điều đó. Chưa gì hết mà nghe những cái điều đã phá chống bán, nó chỉ làm cho mình sống cái kiểu mà sao không có một cái cơ bản mà khi nói chuyện trên nói chuyện trên mây vậy đó. Trong khi đó Phật pháp tăng mình không biết, mình về những cái điều cơ bản, rồi mình nghe người ta đã phá chống cái này, đã phá cái kia, đó là những để cho những cái người ở cái trình độ nào chứ không phải mình. Cho nên mình không khéo là mình sẽ rơi vào một cái hoang tưởng mà một đó thuộc dạng tán loạn đạo điên. Mình chưa được như vậy, mình cứ nghĩ là mình như vậy, rồi cái bài xích hết, không Phật trời, không nhân quả tội phước gì, bán bỏ hết. Rồi mình bắt chước mấy vị tổ giống như là gì chẻ tượng Phật, rồi chụm củi, rồi đặt tượng rồi vậy đó, rồi mình cũng cầm giá mình làm cái đó là không được, tại vì mình chưa phải là cái người đạt được cái đó. Cũng giống như là Tế Công Hòa Thượng ngài được cái chỗ, ngài đạt tới cái chỗ là không có bị những cái khổ đau ăn uống, còn mình giờ rồi mình bắt chước, mình thấy không, tôi tu theo kiểu ngài Tế Điên Hòa Thượng uống rượu như uống nước lạnh vậy đó, ăn thịt mình nhân đậu hũ vậy đó, không phải. Cho nên á, mình chưa có thể có đủ cái năng lực mà không được như vậy thì thân mình là cái nạn thân gần bạn ác. Đại Pháp Hòa chỉ một cái đại chúng thấy liền á. Nè, con mình nè, từ nhỏ tới lớn ở nhà mình dạy nó đủ thứ hết, tự nhiên lớn lên nó đi học, nó gặp một vài người bạn thôi, nó về nó thay đổi hoàn toàn. Có một vị mới lên nói Pháp Hòa, bây giờ cái đứa nhỏ đó hồi xưa nó ngoan khủng khiếp luôn, bữa nay nó lên kể mà Pháp Hòa nghe giật mình, mới có 12 tuổi thôi mà bây giờ mà cha mẹ nói một tiếng thôi là nó hét, nó la lại, nó dậm chân rồi nó đập cửa vân vân. Không, đó, đây là cái nạn chứ gì nữa. Vì sao? Vì nó gần những cái người cái tánh hung hăng như vậy thì nó học cái tánh đó. Hoặc là nó bị chọc một câu, những đứa nhỏ đây hay bị lắm, mình nó đi học được ba mẹ chở là hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà những đứa nhỏ nó cỡ tuổi đó mà ba mẹ chở nó đi á, nó bị người ta chọc, mày là baby 12 tuổi rồi đi học còn để ba mẹ chở nữa. Bắt đầu từ đó nó không cho cha mẹ chở, hoặc giả là nếu cha mẹ mà chở đi học phải bỏ nó cách trường nó 1-2 block để nó đi bộ tới, chứ nó không muốn bạn nó thấy nó cha mẹ nó chở. Thấy không? Đó, mấy cái chuyện rất nhỏ như vậy thôi. Vì vậy thì mình hiểu rằng á, đây đừng nói ai, mình nè, đó mình hiểu biết cỡ này nè, mà thử bây giờ một người nào tới rỉ tai mình một vài chuyện của ai thôi, coi coi mình có thay đổi cái cách nhìn của mình về người đó không? Có không? Có. Mình nghe người ta, mình chưa biết gì người đó, mình chưa thấy gì người đó hết, mình chỉ thấy hình ảnh hoặc mình nghe tiếng vậy thôi, nhưng mà mình nghe người ta kể, trời ơi quá trời cái xấu của cái người đó, là bắt đầu mình thay đổi cái cách nhìn của mình. Thậm chí mình nghe nó, ôi đừng thấy vậy, tưởng vậy rồi, mà mình không biết gì hết á, mình bị người ta đó, người lớn mình đây nè, có trí có hiểu đến mức độ đó đó, mà thỉnh thoảng mình còn bị trường hợp đó, chứ đừng nói những đó nữa. Cho nên đời này mình gặp một cái người bạn tốt, người bạn lành đó, không bao giờ nói những cái điều gì mà làm cho mình thối tâm nản chí, luôn luôn sách tấn khuyến khích mình, đó là cái phước của mình. Còn mình gặp những người bạn mà nói toàn những điều cho mình thối lui nản lòng, không có dũng mãnh gì trên cái con đường trong cuộc sống hết, là mình biết đó,
Đó, cái nạn của mình đó. Nạn là gì? Cái cảnh khó của mình thôi. Cho nên nạn thân gần những bạn ác, nạn tham nhiễm chốn tử sinh. Mặc dù mình hiểu tử sinh là ai phải đi qua, đi mãi như ai đã đến nhà. Rồi mình hiểu gì? Đời người khác nữa là hoa, sớm còn tối mất, nở ra lại tàn. Nếu nói về vô thường, mình rất nhiều thơ vô thường để nói. Nhưng khi đụng chuyện tới, mình vẫn tham sống sợ chết. Đó, cái bản năng mà. Thành ra những cái gì mình nói là mình nói theo chữ nghĩa văn thơ nói thôi, chứ không có quán chiếu, không có tư duy, không có thực chứng. Khi nó happen, nó ở trên mình, rồi mình coi cái phản ứng mình sao, thì chừng đó mình tự mình hiểu. Mình hiểu là mình là thiền định tới mức nào, mình hiểu sanh tử như trò chơi ở cái chỗ nào. Lần nào đi đám tang mình cũng nghe vị thầy nói với người mất: thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này. Tôi là sự sống thênh thang, tôi chưa bao giờ từng sanh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Tử sanh chỉ là trò chơi cút bắt, tử sanh chỉ là cửa ngõ ra vào. Hãy nắm tay tôi, nắm tay rồi vẫy tay chào để tức thì gặp lại. Gặp lại hôm nay và gặp lại ngàn sau. Mình nghe mình thấy hay quá. Nhưng mà khi đụng chuyện tới mình là tự mình sẽ hiểu. Chỉ cần mà mình đi bác sĩ mới vừa thử máu thôi nha, vừa ra khỏi văn phòng rồi hai ngày sau mà bác sĩ nó cần lên gấp là tim mình nó đập từ ở nhà đó đập lên tới cái chỗ, trời ơi với chuyện gì. Nhưng mà cái lúc mà thử máu xong rồi á, có tin tức gì không, cứ ngóng trông dữ lắm. Mà người ta đã bảo rồi là no news là good news, mà cứ phải ngóng trông ổng. Mà tới ổng gọi cái là bắt đầu tim gan gì nó nhảy loạn lên hết. Rồi thậm chí mới vô không sao bác sĩ ung thư rồi bác sĩ. Vừa vô gặp bác sĩ chưa biết ông bác sĩ sẽ nói gì. Nhưng mà mình sẽ có một câu hỏi liền bác sĩ: bác sĩ ung thư rồi bác sĩ. Tại vì mình thấy giờ quá trời quá đất đụng ai cũng ung thư, cho nên mình cũng sợ lắm. Cho nên cái câu đó, nạn tham nhiễm chốn sinh tử, mình biết vậy đó. Nhưng mà mình tự mình nhìn, rồi mình biểu người ta đừng giận. Nhưng mà tới khi mà ai làm gì trật ý mình, coi mình tự mình nhìn thôi, không cần nói ra đó. Mình nhìn coi cái mức độ giận mình nó cỡ nào, cái thái độ mình nó ra sao, vậy thôi. Nạn giận ngu, tối tâm tạo tội. Đâu có người nào mà giận mà sáng đâu, giận là tối à. Nói theo tiếng người Việt là tức tối, không ai tức sáng hết đó. Người nào tức cũng tối hết đó. Nạn sinh vào tám chỗ không an. Ai biết tám chỗ không an không? Tám chỗ không an là bát nạn đó: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đuôi điếc, câm ngọng, thế trí biện thông, sanh trước Phật, sanh sau Phật, sanh ở Bắc Câu Lô Châu, sanh ở Trường Thọ Thiên. Bắc Câu Lô Châu là cái xứ Đông Tây Nam Bắc như nãy, và nói mình là phía Nam. Tuổi thọ con người phía Nam ít lắm, nhưng mà tuổi thọ của phía Bắc thì rất thọ. Vì con người thọ cho nên họ không có gì phải lo. Cho cái sự mà hướng tâm tu tập ít lắm, hiếm lắm. Cũng giống như thế gian mình thôi. Cái người nào mà ta có tiền, giàu có, sức khỏe, trẻ trung đồ, ít khi nào họ nghĩ chuyện tu tập gì đó. Chỉ khi nào mà ai mà gặp nạn khổ rồi đủ chuyện thì người ta mới nghĩ tới. Chỉ cần cuộc sống con người mà nó sung mãn chút thôi là bắt đầu ta quên tu. Nạn sinh vào tám chỗ không an đó là vậy đó ha. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là 4 rồi nè. Đuôi điếc câm ngọng là 5 nè. Sanh ở nơi Trường Thọ Thiên là 6 nè. Trường Thọ Thiên là cõi trời có tuổi thọ đó. Bắc Câu Lô Châu là cõi sung sướng nè, là 6, 7 rồi. Rồi sanh trước Phật, sanh sau Phật là 8. Thế trí biện thông. Thế trí biện thông là gì?
mình có một cái trí hiểu biết về thế gian, cuộc đời, học vấn. Rồi khi mình đi vào trong cái đó mà nó nhiều quá đó, mình cũng khó là mở lòng học hỏi với ai lắm. Tại vì mình nghĩ ai cũng dở hơn mình đó. Rồi mình, cái gì mà cũng đem khoa học ra mình chứng minh đó, thí dụ vậy đó. Cho nên đôi khi nó làm cho mình bị cản trở những cái điều mà mình chưa thông. Có những cái đâu phải khoa học phải chứng minh, cái có chứng minh bằng cái khác. Và có những cái khoa học không chứng minh được, tại vì nó thuộc về cái không có hình tướng. Nạn chưa từng chứa nhóm công đức. Khi mình sống mà mình không có một tích bất cứ một cái đức nào hết, đó cũng là một cái nạn đó. Chờ Pháp Hòa nhớ Ngài Tinh Vân, Ngài dạy một câu rất là hay. Các vị có ghét ai, các vị có giận ai, các vị có muốn nói cái gì người ta, nhớ phải chừa một chút khẩu đức. Tức là mình có chửi rủa ai, nói gì, nhớ chừa một chút khẩu đức để sống. Nói mà không còn một cái đức gì để mà nói hết thì thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa có cái suy nghĩ nữa. Con người mình á, khi mình khỏe mạnh á, mình bình an, có chuyện gì, cái gì mình nói cũng được hết á. Nhưng mà mình quên một cái điều là lúc mình bệnh, lúc mình gặp nạn, lúc mình gặp khó, con người mình nó siêu, nó sủi lơ cắn cuốc ở thế gian á. Những cái lúc đó mình phải nghĩ tới những lúc đó, để mình đừng có quá đáng. Cho nên nhiều lúc á, mình cũng muốn quá đáng lắm chứ. Nhưng mà tự nhiên mình nghĩ tới cái cảnh mà nuốt một ngày là mình gặp nạn, mình già nua, mình bệnh tật, mình thế này thế kia rồi sao? Ai xót thương mình? Ai có nhỏ một cái lời nữa tội nghiệp, thấy thương quá à. Nhưng mà khi người ta nói câu đó thì cũng có những câu nói được, nói ngược lại sao? Đáng đời, chết là vừa, đáng kiếp. Thì người ta có những cái câu nói tội nghiệp quá à. Thấy không? Hay là thấy thương quá, trời ơi, ráng cầu nguyện chánh. Thì cũng có những lời nó ngược lại. Cho nên thường thường, thật sự con người mình vẫn có những cái bản năng tức tối, giận dữ, rồi muốn lên cơn lắm chứ. Dạ, nhưng mà khi mình nghĩ cái đó, cái tự nhiên nó làm một cái gì đó, nó giúp cho mình. Đây là cái Pháp Hòa hay suy nghĩ đó. Một trong những chuyện Pháp Hòa hay, mình thắng được mình những cái cơn sân nộ của mình là như vậy đó. Chứ mình không có giỏi gì đâu, mình không có giỏi gì hết á. Nhưng mà mình có cái điều là cái giỏi của mình là mình biết thắng được, dừng lại được trước khi mình để cái sự việc nó quá đáng. Mà mình sống làm sao mà đến mà người ta cứ gặp mình ở đâu là người ta né, người ta sợ, hoặc là người ta cứ mãi có những cái lời nói đối với mình thì nó khó. Ai khuyên mình được? Nếu mình là bản chất như vậy thì ai khuyên? Mà nhiều khi người ta đánh liều một lần, ta nói thôi kệ, để tôi liều một lần, tôi khuyên cái người đó có được không? Ở đây có bao giờ quý vị khuyên bạn bè chưa? Cũng có đúng không? Cũng có những ai đó tới khuyên mình. Nhưng mà mình biết rằng á, người ta có khuyên mình hay mình có khuyên ai thì mình nhìn lại, coi mình khuyên được ai và ai khuyên được mình. Khi mình khuyên người ta thì người ta cũng cảm ơn, nhưng mà buông ra thì người ta cũng thế thôi. Thì mình cũng vậy à. Ai khuyên mình, nói dạ dạ tôi sẽ ráng, nhưng mà rốt cuộc rồi tôi sẽ ráng làm hơn. Hay là tôi ráng gì, tôi ráng không bao giờ bỏ. Chứ mình đâu có ráng bỏ đâu. Là được cái chỗ này là cái chỗ tự tu. Vậy thì Đức Phật dạy á, đừng có nương bất cứ cái gì mà phải nương vào hải đảo của chánh pháp. Chánh pháp là gì? Là những cái suy nghĩ đúng đắn để làm sao giúp cho mình dừng lại những cái không dễ thương của mình. Ngay lúc đó là chánh pháp. Ví dụ như những lúc mình tức giận lên, mình muốn nói hung, cái mình nghĩ trời ơi, ví dụ lỡ một ngày nào mình bệnh, không ai tới thăm rồi sao? Mình suy nghĩ vậy đi, để mình dừng lại cái đó thì gì? Cũng là chánh pháp. Tại vì nó là hòn đảo, nó là cái đảo chánh pháp, để mình có suy nghĩ một cái điều gì đó để mình thắng những cái này. Lúc mình trẻ là cái gì mình cũng làm được hết. Mình nói hay lắm, mình gọi gần như mình bất cần và bất chấp. Thậm chí mình nói tôi không cần ai hết á,
Ở xứ này mà lo gì? Dưỡng lão lo, chính phủ lo. Nhưng mà mình đâu có biết rằng cuộc sống này làm gì làm mình vẫn cần một tình thương. Người đó đi ngang mình mà vỗ vai mình, ôm vai mình, bắt tay mình, chào hỏi mình vẫn thấy hạnh phúc hơn. Họ đi ngang mình mà họ quăng một cục lơ, thậm chí chẳng chào hỏi gì mình, thì đó là một cái điều mà mình phải suy nghĩ lại. Cho nên những cái đó là những cái tư duy thôi à. Vậy thì những cái lúc tu thiền là ở đâu? Đấy, những cái đó thiền hết đó. Thiền hết đó. Là định ở đâu? Định ngay chỗ đó. Định ngay cái chỗ mình đang giận tức lên, chứ không phải trong chánh điện. Chánh điện ai cũng đi nhẹ nhàng, đóng cửa chậm tay là mình định dễ thôi. Mà một cái chỗ ồn náo la hét đủ chuyện như vậy mà mình vẫn giữ được có cái định một chút nào của mình, đó là mình biết sự tu tập của mình. Cho nên pháp có thấm vào trong người mình hay không thì mình tự sẽ biết được. Trong khi những cái chuyện khó khăn trong cuộc sống, những cái nạn nó đến với mình, và mình đã có một phương pháp nào để mình ứng xử những việc như vậy. Khi nào mình đó, một cái người mà họ lên xe, có nhiều khi con mình vợ chở đi đâu, bữa nào nó vui nó chở kiểu khác nha, bữa nào nó không vui nó đề xe kiểu khác, nó ve kiểu khác, nó thắng ga kiểu khác là biết rồi đó nha. Lên im đi, đừng có chỉ trỏ gì nó có chưa. Bữa nào mà nó vui vẻ là mình biết liền à. Còn mà nó không vui cái là nó, cái cách nó ve xe, cái cách nó thắng xe, cái cách nó đạp ga thôi, cái cách nó đóng cửa thôi là mình biết rồi đó. Thôi bữa nay mày muốn lái đi đâu mày lái đi, à, không có phải trái gì, không có, hồi trước còn ngồi quẹo trái con, quẹo phải con, giờ bữa nay khỏi thôi. Tại vì mình nói một hồi nó cho mình đi luôn. Mình hiểu như vậy. Nạn sinh vào tám chỗ không an, nạn chưa từng chứa nhóm công đức, nay còn đối trước đấng tối thắng, sám hối vô biên tội nghiệp này. Vậy thì cái đoạn này á, mình chỉ thưa với Phật, mình thưa với Phật là mình nhận ra được những cái nạn của mình trong cuộc sống. Thưa đại chúng á, là Pháp Hòa xin nhắc lại là khi mình đối trước một cái tượng Phật, mình bày tỏ cái gì đó, vậy thì mình có bị mê tín không? Mình có nghĩa là Phật đang ngồi đó nghe mình không? Nếu mình không hiểu thì người ta sẽ chỉ trích mình là mình mê tín. Nhưng mà thưa không, tôi biết rất rõ Phật không có ngồi đó, Phật không ở trong cái tượng đó. Nhưng mà cái hình ảnh của Đức Phật là một biểu tượng để cho tôi hướng cái tâm tôi về đây, để tôi nói ra được những cái nạn trong lòng tôi và những cái phương pháp nào tôi phát nguyện tôi tu tập. Vậy thì nói với Phật cũng là đang nói với chính tôi. Nhưng nếu mà không có cái gì mà ngồi khơi khơi nói, thứ nhất nó không có cái biểu tượng để giúp cho mình hướng tâm. Mà thậm chí người khác đi ngang thấy mình lâm râm tưởng mình khùng. Phải không? Bây giờ ví dụ thế nè, đó bây giờ quý vị hướng về Phật đây mà quý vị ngồi để quý vị khấn cả ngày không ai nói gì hết đó. Mà tự nhiên quý vị lại cửa sổ, quý vị ngồi quý vị lâm râm, khiều khiều, thầy bà đâu có sao không? Cái chuyện đương nhiên vậy thôi. Rất đơn giản. Rất đơn giản. Rồi giờ mình, thí dụ giờ mình gần đây hai người ngồi nói chuyện đâu ai nói gì đâu. Nhưng mà có thể một người nào đó họ thấy ai đó trong cái đó ngồi nói, trời bà này bắt khùng. Tại vì con người bây giờ chấp nhận một cái chuyện bình thường mà rất thường như vậy cả. Đối với mình là chín phương trời, mười phương Phật. Phương nào cũng có Phật hết. Bây giờ mình nhìn ra cửa sổ cũng là Phật. Nhưng mà người thế gian bình thường ta đâu có nhận vậy. Và tâm mình cũng ít khó mà hướng được như vậy. Cho nên mình đặt cái tượng Phật. Đặt tượng Phật đó để mình làm cái biểu tượng hướng tâm. Chứ không phải mình biết dư sức. Hình ảnh ông bà mình thờ, mình để cơm lên, mình nhìn hình, hôm nay dỗ má hay dỗ ba, con làm cơm, con cúng ba má về ăn cơm với tụi con. Thí dụ mình nói một cách đơn giản, ba má nào ở đó. Mà thí dụ giờ ba má nó, con mình dám đứng đó nói được không? Hay là mình chạy đi liền. Nhưng mà có cái hình đó để có cái chỗ hướng tâm.
Thưa đại chúng, con người chúng ta dễ tán loạn lắm, cho nên chúng ta cần một cái điểm để chúng ta hướng tâm thế thôi. Bây giờ mình ra đường mà không biết hướng đi thì làm sao? Cho nên buộc lòng người ta phải mở đường, mở đường để con mình có cái hướng chứ sao. Vậy thì khi mình hướng về hướng đó, đâu có nghĩa là mình đi hướng đó đó, nhưng mà lát phải đi tới hướng khác nữa. Như vậy trong cuộc sống này, muốn đi tới điểm nào đều phải có cái hướng. Đường đi cuộc sống hàng ngày còn vậy thì huống chi cái tâm linh của mình, cuộc sống của mình, cho phải có hướng. Còn nếu mình không biết đi đâu thì người ta kêu là mất hướng hay là lạc hướng. Thì khi mình hướng như vậy mà bằng tất cả sự chánh niệm của mình đó, thì mình biết rằng cái hướng này là mình có chánh niệm để hướng, chứ không phải mình hướng thằng bậy. Cho nên nói tại sao có hồi xưa Phật tu chứng, bây giờ sao nhìn lại không nghe ai tu chứng hết vậy? Bây giờ người ta có chứng người ta cũng dám nói. Tại người ta nói ra chắc gì mình tin người ta tu chứng. Người ta nói mình nói người ta làm sao? Khốn. Tại vì mình đâu có chứng đâu mà mình nói, mình hiểu được cái tầng lớp người ta chứng. Cho nên sau này các vị mà người ta có chứng người ta cũng nói, người ta có thành công người ta cũng khoe. Tại vì phàm phu mình không phải vậy. Mình không có nhìn mọi người như vậy. Cho nên hỏi tại sao đời này không có ai tu? Có chứ sao. Chứng cỡ nào mình không biết, mà chắc chắn phải có. Nhưng các vị đó người ta biết cái cách nhìn của chúng sanh mình, cái cách nghĩ của chúng sanh mình. Cho nên cái gì đó không có nói. Còn người ta làm được gì cho đời người ta làm, ta không có khoe. Tại vì á, nếu mà người ta có khả năng có sấm có mưa thì tự nó có sấm có mưa. Còn khả năng của mình chỉ có sấm mà không có mưa thì mình cứ nổ sấm cả ngày mà chẳng thấy mưa. Lâu ngày người ta cũng biết, người ta nghe tiếng sấm mình ta biết, ôi đừng có lo, sấm thôi chung có mưa. Phật dạy trong kinh vậy mà. Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để khi mà chúng ta làm hành lễ đó, quý vị có thực hiện những cái chuyện tụng kinh trước tượng Phật, thì có ai nói điều đó chúng ta hiểu. Chúng ta phải biết chúng ta đang làm gì. Cái điều mà Pháp Hòa muốn nhắc nhở lại chúng luôn là vậy đó. Thí dụ như mình ăn chay, mình biết rất rõ ăn chay không phải tu hành thành Phật thành tiên gì cả, chỉ là thay đổi cách ăn để làm cho cái cuộc sống này nó hiền lương hơn, trong thân tâm mình nó khỏe nhẹ hơn, đơn giản đi. Rồi mình thổi cái chuyện ăn chay lên cho dữ dội lên, rồi cái thì bắt đầu người ta sẽ có những cái lời nói về ăn chay. Và thậm chí mình có những cái cách hành xử về ăn chay, mình sắm chén đũa muỗng riêng, thớt riêng, nồi riêng, rồi bữa nào ăn chay mình lôi ra, mình làm xong mình rửa sạch sẽ. Thậm chí cái đồ rửa chén mà rửa mặn cũng không dám rửa nữa. Mà bình thường Pháp Hòa hay giỡn mà nói cái gì mình cũng riêng, chỉ có cái bộ răng mình đâu có riêng đâu. Chứ nếu mình sắm được cái bộ răng riêng thì thôi cũng chấp nhận đi. Nồi chảo cái gì cũng riêng mà có bộ răng nó không riêng. Mới ngày hôm qua nhai xương rào rào đây mà cái bữa nay ăn đầu hũ rồi cái bưng chén dĩa ra. Thành thử ra cái hình thức của mình đó, nó làm cho mình người ta có thể người ta nói mình ăn chay, mình hiểu mình ăn chay. Chỉ là thay đổi cách ăn chứ đâu phải ngày hôm qua mình hút cả chén nước mắm rồi bữa nay cái mình đẩy mấy chị nước mắm xa xa ra coi chừng nhăn, ngày hôm qua hút cả chén trước mặt người ta đó. Thì tự nhiên mình làm vậy đó thì mình không biết mình đang làm cái gì, thì trách gì người ta không có những cái lời nói về cái cách ăn chay của mình được. Bây giờ mình mặc áo tràng cũng vậy, đi chùa mặc áo tràng để nó trang nghiêm, nhưng người ta không có cũng không phải là tội lỗi gì hết. Không, người ta không có áo tràng cũng tội lỗi gì hết, không có cái gì gọi là không được hết. Mình hiểu cái chuyện đó, ta ăn mặc đàng hoàng mà, ta tươm tất mà, thì tại vì mình hở hang thì mình phải có áo tràng. Còn ta tươm tất thì khỏi áo tràng cũng có sao. Như hồi trưa này mọi người sắp hàng ăn cơm, áo tràng hết thì có anh chị ở xa tới, chị không có áo tràng, chị không thục vô thục ra, chị không dám vô. Pháp Hòa nói không có sao hết, vô bình thường, có chuyện gì đâu. Thành thử mình mặc áo tràng, mình hiểu tại sao mình mặc áo tràng, thì bữa nào mình không có áo tràng cũng không có gì khó chịu. Người kia không có áo tràng cũng không có gì để mình cứ dòm ngó người ta hoài. Đi chùa
sắm cả đống áo đầm mà không bực sắm được cái áo tràng nữa. Nói chi vậy? Mấy cái chuyện đâu cần thiết. Mình nói người ta sắm cả đống áo đầm mà không thấm được cái áo tràng. Thành tử là mình chẳng đồ được ai hết á. Nội cái chuyện mình mới gặp nhau xã giao kiểu đó. Đó đúng là xã giao đó. Không phải xã giao nhé. Xã một cây dao. Thưa đại chúng, nó nói như vậy thì tại vì cái đoạn kinh này Pháp Hòa muốn đại chúng khi học kinh đó, mình nhận ý, mình đọc lời, mình nhận ý và mình ứng dụng được cái lời kinh thật là thiết thực trong cuộc sống của mình, thì lời kinh đó dù là kinh gọi là kinh nguyên thủy hay kinh phát triển đại thừa gì, cái điều đó không phải là cái chuyện chúng ta so sánh, mà chúng ta ứng dụng được gì trong những bản kinh mà chúng ta mang ra chúng ta học hỏi. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an, tu tập tinh tấn. Thì chúng ta sẽ dừng ở đây, tuần tới mình học, lần khác mình học tiếp. Và trước khi mình kết thúc thì xin nhắc đại chúng là sáng ngày mai chúng ta vẫn có giờ ngồi thiền 6 giờ và 6 giờ rưỡi mình sẽ tụng Lăng Nghiêm thập chú. Rồi mình vẫn có sinh hoạt 10 giờ rưỡi hàng tuần bình thường. Đặc biệt là tối ngày thứ hai lúc 8 giờ tối đó, thì 7 giờ rưỡi chúng ta sẽ ngồi thiền, 8 giờ chúng ta sẽ có một bài pháp đặc biệt với Hòa Thượng Thích Thái Hòa. Hòa Thượng là một vị thầy uyên bác, có tu, có đạo. Ngài rất là chuyên về luật giới, đang dạy ở Phật Học Viện Huệ Nghiêm. Và lâu lâu có dịp, lần này Ngài sang miền Tây Canada đó, thì ở bên Vancouver thỉnh là chính, mình đây ăn ké thôi. Thì Pháp Hòa cũng liên lạc để thỉnh Ngài về đây. Thì hôm trước Ngài phải bay về lại Việt Nam để phụ lo tang lễ của Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Hôm nay tang lễ xong rồi thì Hòa Thượng lại bay ngược lại. Thì Ngài mới bay sang Canada hôm thứ Sáu, và hai ngày nay Phật sự bên Vancouver. Thì ngày thứ hai Ngài đến đây chỉ một buổi thôi, chiều thứ ba lại bay về lại Vancouver rồi. Cho nên cơ hội mà rất hiếm này thì chúng ta được duyên lành đảnh lễ một vị tôn đức từ trong nước đến thăm, cũng như là lắng nghe trực tiếp lời dạy của Ngài. Quý vị có thể nghe rất nhiều ở trên YouTube rồi, nhưng mà đây là cái cơ hội mà chúng ta được trực diện với Ngài. Cho nên mong đại chúng thu xếp thời gian tối thứ hai trở về tu viện để được đảnh lễ thăm viếng và nghe pháp. Và mình cũng có thể thông báo cho các bằng hữu của mình để các vị cũng được tham dự thời pháp cho đông. Dạ, cảm ơn đại chúng. Thì giờ chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.